cho Đại hội 13, đâu là sự thật? Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh đang khiến nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, cả một hệ thống chính trị đều phải gồng mình để chống đỡ và ổn định, thì bỗng nhiên trên mạng xã hội xuất hiện một thông tin gây chấn động, đó là sắp tới khi Đại hội 13 diễn ra thì sẽ mất kinh phí là 1 tỷ đô la. Một số tiền lớn trong bối cảnh dịch bệnh đang khiến nền kinh tế của đất nước và thế giới chao đảo như hiện nay. Hoang mang có lẽ là cảm xúc đầu tiên khi tiếp nhận thông tin này. Tuy nhiên, sau khi trấn tĩnh lại để tìm hiểu kỹ hơn về tính chính xác và thuyết phục thì mới té ngửa ra. Hóa ra, chúng ta đã tốn không ít cảm xúc và thông tin thất thiệt bởi nó được pha ra từ tờ Tiếng Dân, một trong những tờ báo mạng chuyên vạch lá tìm sâu bới móc những vấn đề tiêu cực của đất nước. Chỉ cần lướt sơ qua một vài bài trên trang mạng này sẽ cảm thấy một bức tranh xám xịt, ảm đạm phủ màu gây bức bối cho độc giả. Đi sâu vào bài viết phao tin 1 tỷ đô la lại càng thấy được rõ những căn cứ vô lý để lập luận cho con số khổng lồ kia. Hóa ra tác giả này căn cứ vào 67 đảng bộ trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng hiện nay để đưa ra kết luận rằng Đại hội 13 sẽ được tổ chức với kinh phí là 1 tỷ đô la. Thậm chí còn nhấn mạnh rằng số tiền này được lấy từ ngân sách nhà nước. Trong khi đó, căn cứ vào khoản 2, điều 2 tại quyết định số 99 QĐ-TVK và được hướng dẫn bởi hướng dẫn số 21 HD-VP-TVK quy định đảng phí được dùng để tổ chức đại hội đảng. Nói rõ hơn là, đảng bộ địa phương đều có ngân sách riêng, nguồn thu đến từ đảng phí do các đảng viên đóng góp để duy trì hoạt động và tổ chức đại hội. Hơn nữa, việc sử dụng kinh phí này cũng được quy định tại quyết định số 99 QĐ-TVK, chứ không phải muốn dùng bao nhiêu cũng được. Cũng căn cứ vào quy định 76 QĐ-TVK có nêu rõ khoản tiền đóng góp của các đảng viên ngoài việc tổ chức hội họp các chi bộ đảng còn được dùng để đóng góp giúp đỡ các trường hợp gia đình khó khăn ở địa phương, các trẻ em hiếu học. Nếu như việc tổ chức đại hội đảng tốn kém kinh phí đến 1 tỷ đô la như lưu loa thì làm gì còn dư ra để đóng góp giúp đỡ xã hội như vậy? Cần phải hiểu rằng việc tổ chức đại hội đảng 5 năm một lần là sự kiện chính trị lớn quan trọng của đất nước, là ngày hội của toàn dân, thế nên việc tổ chức chỉnh chu là điều phải làm. Tuy nhiên, không vì thế mà tờ báo Tiếng Dân phản động lại vẽ ra con số 1 tỷ đô la. Bởi Đảng Cộng sản Việt Nam luôn tự biết mình là cơ quan lãnh đạo, là tiên phong làm gương trong chính sách tiết kiệm. Vì vậy, không có chuyện tung tiền tổ chức xa hoa. Thực ra, việc đưa ra con số 1 tỷ đô la chỉ là cái cớ để những đối tượng cơ hội chính trị sử dụng gây hoang mang dư luận, gây mất lòng tin của người dân. Những cái kiểu lập luận vô căn cứ, không có một cơ sở nào như trên, xưa nay vẫn được các đối tượng chống phá khai thác triệt để. Bởi suy cho cùng, những người luôn ở trong tối, họ đâu cần đúng sai, cũng chẳng cần bằng chứng mà mục đích của họ là tung tin thất thiệt, khiến dư luận hoang mang là đủ. Như đã thành thông lệ, trước mỗi ngày lễ lớn của đất nước, dân tộc, đặc biệt là trước mỗi kỳ đại hội đảng bộ các cấp và đại hội đại biểu toàn quốc của đảng, các thế lực thù địch, các thành phần cơ hội, phản động lại đẩy mạnh các hoạt động công kích chống phá Việt Nam. Trong đó, việc đưa ra những thông tin giả, tin đồn thất thiệt hòng bóp méo sự thật, xuyên tạc, gây rối tình hình đất nước, kích động, chia rẽ nội bộ, bôi nhọ lãnh đạo đảng và nhà nước được họ thực hiện rất giáo diết. Chính vì thế, mỗi chúng ta cần phải trang bị cho mình một cái đầu lạnh để không trở thành những con cừu cho các đối tượng cơ hội chính trị dắt mũi.